Xin chào mọi người, mình là Mai Thi. Sau thời gian tìm hiểu và học tập tại Minato thì đây là 4 điều mà mình rất yêu thích ở trong khóa học. Điều đầu tiên đó chính là thời gian học tập vô cùng linh hoạt. Bài giảng sẽ được lưu lại xuyên suốt khóa học. Bạn có thể chủ động thu xếp thời gian học tập của mình và học vào bất cứ khi nào mà bạn rảnh. Hơn nữa, sau khi kết thúc thời gian học tập chính thức, bạn sẽ có thêm 6 tháng gia hạn được học tập miễn phí. Vào thời gian này, bạn có thể chủ động ôn tập lại những kiến thức mà bạn đã học trong suốt thời gian vừa qua. Thứ hai chính là bạn sẽ được giáo viên hỗ trợ rất là nhiệt tình. Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp nhanh chóng. Khi mà không học bài thì chắc chắn là sẽ bị nhắc nhở đó nha. Điều thứ ba đó là khi vào lớp, các bạn sẽ được thầy phân thành các nhóm từ 4 đến 6 bạn để có thể giúp đỡ và cùng nhau thi đua học tập. Và điều cuối cùng đó chính là học phí thì phải nói là khá là hời so với giá cả hiện tại trên thị trường và với những gì mà mình sẽ nhận được trong khóa học. Vậy còn hình thức học thì như thế nào? Đầu tiên, sau khi đăng ký học thì sẽ được sensei tiệp thêm vào một nhóm kín của Facebook. Giáo viên sẽ cung cấp lộ trình học chi tiết từng ngày. Mỗi ngày giáo viên sẽ đăng bài theo lộ trình học bao gồm video bài giảng, các tài liệu học, các bài test để ôn tập và kiểm tra kiến thức, bài tập về nhà. Trong lúc học, có câu nào không hiểu thì Thi sẽ nhắn tin tag giáo viên để hỏi hoặc inbox trực tiếp cho sensei. 100% câu hỏi của Thi đều được phản hồi trong 24 giờ. Còn đây là gì các bạn biết không? Là tin nhắn đòi bài tập của giáo viên đó. Bình thường thì mình sẽ làm bài tập và giáo viên sẽ chữa chi tiết cho mình. Còn hôm nào mình không làm được thì giáo viên sẽ nhắn tin nhắc nhở và đốc thúc mình học bài. Chính vì vậy mà mình cũng không thể nào lười được luôn á. À, khoe với các bạn, đây là nhóm học tập của Thi nè. Sau khi học 1 đến 2 tuần thì sensei sẽ phân mình và các bạn khác học theo thành các nhóm. Các thành viên trong nhóm có nhiệm vụ hỏi han, thúc giục nhau học bài hàng ngày. Trong khóa học, trung tâm có tặng cho học viên mỗi người một tài khoản app học theo set giáo trình, kể cả từ vựng, ngữ pháp và Kaiwa, giúp mình có thể ôn tập lại kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đen, vừa đi học mà lại vừa có quà nè. Cuối khóa bế giảng với những học viên và nhóm học tập xuất sắc nhất thì tất cả mọi người đều sẽ nhận được một voucher với giải thưởng trị giá 2 triệu đồng. Cuối cùng thì chúc các bạn học tập thật hiệu quả và có một kỳ thi thật là tốt nha. Bye bye.